Nếu như các cầu thủ U22 Việt Nam chọn Hàn Quốc là điểm đến để tập huấn, thì với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, điểm đến trong chuyến tập huấn lần này của họ là Nhật Bản. Và tất nhiên là các cô gái của chúng ta cũng hướng đến mục tiêu cao nhất tại SEA Games. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn hơn 10 ngày tại Nhật Bản, từ mùng 1 đến 12 tháng 8 tại thành phố Mimasaka. Đồng hành cùng các cô gái không thể thiếu những chú gấu bông đáng yêu, những vật dụng rất quen thuộc với con gái. Với những chú gấu bông, các tuyển thủ nữ sẽ cảm thấy bớt cô đơn khi thi đấu, tập luyện nơi đất khách. Theo lịch thi đấu SEA Games 2017 vừa được ban tổ chức công bố, tuyển U22 Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận lúc 15 giờ và 2 trận lúc 19 giờ 45. Huấn luyện viên Hữu Thắng cho biết, với lịch thi đấu như thế, U22 Việt Nam phải chú trọng tăng cường thể lực trong chuyến đi Hàn Quốc tập huấn, vì đá lúc 15 giờ sẽ rất mỏi mệt và xuống sức. 300 vận động viên đến từ 30 quốc gia vùng lãnh thổ sẽ góp mặt ở giải Vô Vi Nam vô địch thế giới lần thứ 5 tổ chức tại Ấn Độ. Trong đó, tuyển Vô Vi Nam Việt Nam có 37 vận động viên. Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tấn Thịnh cho biết, giải đấu năm nay sẽ rất quyết liệt khi chất lượng vận động viên các nước được nâng cao. Ủy ban Olympic Philippines tự tin SEA Games năm 2019 vẫn được tổ chức ở quốc gia này, bất chấp quyết định rút lui không đăng cai của Tổng thống Duterte cách đây không lâu. Ủy ban Olympic Philippines dự kiến sẽ huy động được số tiền 7 tỷ peso từ nguồn xã hội hóa tổ chức đại hội.